Quý khán giả thân mến, trong hành trình tìm về với nông trại của một bạn trẻ 9X, người đã đưa những cây con giống từ miền Tây lên phát triển ở vùng đất Đắk Lắk, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về cái cách mà bạn ấy làm du lịch như thế nào nha. Được biết đến là người nuôi thành công con tôm càng xanh trên Tây Nguyên, cùng với mô hình nông trại hữu cơ với giống cây mới như cây dừa xiêm, tiếng lành đồn xa, nhiều người tìm đến nông trại của Đức Thành vì tò mò, có người đến để mua cây giống miền Tây, có người chỉ đến chơi và đòi giải chiếu ngoài vườn ngồi chơi, bắt và nướng cá, ăn ổi sạch, uống nước dừa. Khách tìm đến ngày càng đông, từ đó suy nghĩ đưa du lịch miệt vườn lên Tây Nguyên của Đức Thành được nhen nhóm. Năm 2020, Đức Thành đầu tư xây 3 nhà chòi từ nguyên liệu gỗ và lá dừa nước. Đức Thành cũng đã mua 5 sào đất bên cạnh để trồng hoa mẫu đơn và hoa tường vi để hướng tới làm du lịch. Đến nay, bạn ấy đã định hình và đón tiếp khá nhiều lượt khách ghé thăm, đặc biệt là vào cuối tuần và các ngày lễ Tết. Hôm nay anh đến với farm của em thì anh thấy là mình cũng tuy là một cái vị trí mà nó không được thuận lợi bởi vì là nó cách khá xa trung tâm, nhưng mà cũng vẫn có khách, và đặc biệt là những ngày cuối tuần rồi cả những ngày lễ Tết là ở đây rất là đông. Thế thì từ trước đến nay em sử dụng những cái kênh nào để mà em phát triển cái du lịch ở đây? Thì từ cái ngày mà em nuôi được con tôm á, là mọi người biết qua đài báo, xong rồi cũng biết ở trong đây cũng có làm dịch vụ ăn uống á. Thực ra lúc đầu em không có làm, mà mọi người yêu quý quá, bây giờ kiểu như cái vườn mình nó đang có sẵn cái không gian nó mát mẻ đấy á, thì đi vô thì nhờ mọi người mua xong rồi nhờ mình chế biến được các thứ luôn, xong rồi dần dần ở đấy là mọi người biết thì cứ lan truyền tai nhau thôi, là mọi người tới đông. Thì sắp tới đây thì em cũng cải thiện thêm một số dịch vụ nữa, như câu tôm rồi có thể mình làm những cái chỗ để cho khách lưu trú rồi vui chơi ở trong farm này luôn. Thực ra thì em cũng muốn làm du lịch, nhưng mà em làm theo cái hướng mộc, không nghĩa là làm sao nó dân dã nhất với cái kiểu như là miền quê ấy. Tại vì bây giờ ở thành phố người ta sống nó cũng chật chội, nó cũng nóng bức, nó cũng khó chịu rồi. Nhiều khi người ta muốn đưa con đi đâu một nơi thật xa để nhiều khi là trải nghiệm, thì em cũng không có thích bê tông hóa gì đâu, nhưng như cái làm mộc mạc như này này. Giữa nhịp sống hối hả, thời đại công nghệ 4.0, con trẻ tiếp xúc nhiều với các thiết bị điện tử càng khiến nhiều gia đình muốn tìm về nơi gần gũi với thiên nhiên, vui chơi trong bầu không khí trong lành, mát dịu. Nhờ vậy, mô hình trải nghiệm bắt, nướng cá, tôm, hái cây trái theo kiểu miệt vườn được nhiều gia đình yêu thích. Tôi thấy đây cái mô hình du lịch sinh thái rất là hay. Ở đây, gia đình đây họ cũng mở lâu rồi, nhưng mà tôi cũng có dẫn mấy đoàn khách vào đây mấy lần rồi. Thấy những lần vào thử có thấy đông lắm. Nhất là những ngày lễ là không có chỗ để mà ngồi. Tôi cũng đi nhiều rồi, tôi đi từ miền Tây, miền Bắc, đi khắp cả rồi. Nhưng mà như ăn tôm càng xanh ở Cần Thơ thì tôi thấy ăn ở đây cũng chả thua gì ở dưới vùng sông nước miền Tây cả. Thì tôm ở đây họ nuôi là cũng ăn rất hợp khẩu vị, ngon lắm. Vì nó không cho ăn cám, mà chủ yếu về thức ăn tự nhiên. Cho nên cái sản phẩm ra ăn rất là đảm bảo chất lượng. Với mô hình trồng trọt chăn nuôi hữu cơ phục vụ du lịch miệt vườn trên diện tích 3 hectare, dù đang trong giai đoạn đầu tư, nhưng năm 2021, gia đình Đức Thành đã thu nhập tổng cộng từ 700 đến 750 triệu đồng, trong đó lợi nhuận khoảng 40 đến 50%. Chia sẻ về định hướng làm du lịch miệt vườn của mình, Đức Thành cho biết bản thân xác định phải đi từng bước vững chắc, giữ vững lập trường, quyết tâm làm nông nghiệp hữu cơ, quyết tâm nuôi tôm càng xanh theo hướng sạch để mang đến những sản phẩm an toàn cho người dân và du khách đến trải nghiệm. Có thể hiện tại các dịch vụ tại nông trại miệt vườn của Đức Thành còn khá đơn giản, quy mô nhỏ, nhưng với những chia sẻ của Đức Thành về việc mở rộng các loại hình dịch vụ trải nghiệm và quy hoạch lại các khu vực xung quanh, có thể thấy được khát vọng của chàng trai trẻ về phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương, cũng như tiềm năng phát triển của loại hình du lịch miệt vườn này.